Biển Đen tiếp tục chứng kiến màn khẩu chiến nảy lửa giữa Mỹ-Nga. Mới đây, Moscow cảnh báo Mỹ chớ kích động, thách thức lòng kiên nhẫn của Nga. Ở mặt trận Ukraine, Anh nói Nga mất đà tấn công ở Bakhmut. Mỹ tiết lộ Ukraine sắp mở đợt tấn công mùa xuân. Chiến địa sụp sôi, Mỹ gửi hệ thống tên lửa Patriot và xe tăng đến Ukraine nhanh hơn kế hoạch. Ở diễn biến khác, ông Putin được ông Tập Cận Bình mời thăm Trung Quốc, bất chấp lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế. Mỹ tát gáo nước lạnh và thiện chí hòa giải xung đột Ukraine của Trung Quốc. Ukraine cố mềm mỏng với Trung Quốc, dù thừa nhận đang ở thế đối lập. Một số tin tức đáng chú ý khác, Mỹ-Hàn sắp tập trận bắn đạn thật lớn chưa từng có kỷ niệm 70 năm lập liên minh. TikTok khẳng định chưa bao giờ chia sẻ dữ liệu của Mỹ với chính phủ Trung Quốc. Các cuộc tấn công mạng lại làm chao đảo giá cổ phiếu tại Úc. Các cuộc chiến băng đảng gây ra khủng hoảng di cư ở Haiti. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Biển Đen trở thành điểm nóng mới chứng kiến màn so kè không khoan nhượng giữa hai cường quốc Mỹ-Nga. Hôm 22 tháng 3, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov đã cảnh báo Hoa Kỳ rằng Moscow sẽ có biện pháp đáp trả với mọi máy bay không người lái hoạt động khiêu khích trên Biển Đen, tương tự sự cố xảy ra vào tuần trước. Được biết, tuần trước máy bay phản lực của Nga đã chặn một máy bay không người lái của Mỹ. Washington phải cho rơi chiếc UAV xuống Biển Đen. Mỹ nói Nga hành động khiêu khích, thiếu an toàn, trong khi Moscow tố máy bay không người lái của Washington tiến về biên giới Nga và vi phạm vùng trời hạn chế hoạt động được thiết lập sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Chia sẻ với RIA Novosti, ông Ryabkov nhấn mạnh, chúng tôi cảnh báo Mỹ không nên cố gắng chơi trò kích động, thách thức lòng kiên nhẫn của Nga. Đề cập đến vụ va chạm tuần trước, Thứ trưởng Nga nhắc lại, máy bay không người lái của Mỹ ở trong khu vực mà Nga đã thiết lập tình trạng đặc biệt liên quan đến việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự. Vị quan chức đanh thép khẳng định, an ninh của Nga sẽ được đảm bảo bằng mọi phương tiện sẵn có và không một UAV nào của Mỹ, dù là trinh sát, tấn công hay bất kỳ loại nào, có thể làm lung lay quyết tâm của chúng tôi. Trước đó, CNN hôm 21 tháng 3 đưa tin Mỹ đang triển khai các UAV trinh sát ở khu vực xa hơn về phía nam Biển Đen sau vụ va chạm với tiêm kích Nga hồi tuần trước. Đây là nỗ lực tránh một sự cố có khả năng leo thang thành xung đột trực tiếp giữa lực lượng Mỹ và Nga. Cập nhật tình hình chiến sự khốc liệt ở Ukraine, hôm 22 tháng 3, tình báo Anh cho biết có khả năng Nga đang mất dần động lực tấn công Bakhmut. Trong khi đó, Nhà Trắng đã nhấn mạnh quyết tâm kề vai sát cánh với Kiev trong cuộc giằng co không khoan nhượng ở tử địa miền Đông. Theo tình báo Anh, một số đơn vị Nga ở Bakhmut đã được luân chuyển đến những khu vực khác. Trong khi đó, Ukraine vẫn cố gắng chặn các đòn tiến công nhằm mở đường tiến vào trung tâm thành phố của đối phương. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington vẫn ủng hộ quyết tâm bám trụ ở chiến trường Cam Go Bakhmut của Kiev, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đảm bảo cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mọi nguồn lực mà ông ấy cần, để hoạt động ở mọi nơi mà ông ấy muốn quyết chiến. Khi được phóng viên của CNN hỏi liệu Kiev có đang dành quá nhiều thời gian ở trận địa Bakhmut hay không, ông Kirby nói rằng Ukraine vẫn đang chiến đấu dũng cảm ở thành phố phía đông. Chiến trường này đang rất nguy hiểm. Mỹ khẳng định Bakhmut vẫn chưa rơi vào tay Nga. Đáng chú ý, Mỹ cũng đã tiết lộ Ukraine chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mùa xuân chống lại lực lượng Nga. Trước mắt là tập trung tiếp nhận hệ thống khí tài mạnh và tiên tiến từ phương Tây, bao gồm xe tăng và các phương tiện bọc thép khác. Ông Kirby cho biết tuần tới là khoảng thời gian rất quan trọng. Mỹ cho rằng Tổng thống Putin sẽ cố gắng mở một cuộc tấn công khác theo nhiều hướng. Chúng tôi phải đảm bảo đang làm mọi thứ có thể để Ukraine sẵn sàng đối phó tình huống đó, ông nói. Ông Kirby nhấn mạnh Hoa Kỳ muốn đảm bảo Ukraine có thể tự vệ và chủ động tấn công với quy mô và thời điểm mà họ tự quyết định. Đó là lý do mà đội quân của Kiev đang được tăng cường huấn luyện với hệ thống phòng không Patriot và nhiều khí tài khác. Nói là làm, các quan chức Mỹ cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và xe tăng Abrams của Mỹ sẽ được triển khai tới Ukraine nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu. Một nhóm 65 binh sĩ Ukraine sẽ hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng các hệ thống tiên tiến trên trong những ngày tới, CNN hôm 22 tháng 3 đưa tin. Các quan chức Mỹ cho biết sau khi hoàn thành đợt đào tạo ở căn cứ Fort Sill, nhóm binh sĩ Ukraine sẽ chuyển đến châu Âu để được huấn luyện thêm về hai hệ thống Patriot, một của Mỹ và một do Đức và Hà Lan chế tạo. Chúng sẽ được gửi đến Ukraine trong những tuần tới. Thông báo về việc tăng tốc triển khai Patriot được đưa ra ngay khi có thông tin cho rằng Mỹ sẽ đẩy nhanh thời hạn chuyển xe tăng Abrams tới Ukraine.
Theo CNN, quyết định tăng tốc gửi xe tăng và hệ thống phòng thủ được đưa ra giữa lúc Ukraine chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới chống lại Nga. Các huấn luyện viên Mỹ đào tạo 65 binh lính Ukraine đã đẩy nhanh khóa học về hệ thống phòng không do nhân sự của Kiev đã nắm được những kiến thức cơ bản về khí tài này. Chuẩn tướng Jen Morgan, chỉ huy căn cứ Forshin của Mỹ, đánh giá các binh sĩ Ukraine đã học hỏi rất nhanh nhờ kiến thức và kinh nghiệm phòng không, dù kiến thức về cơ cấu hoạt động của hệ thống Patriot và cách bảo trì những khí tài này khá khó nắm bắt. Thông thường, các binh sĩ Mỹ sẽ mất khoảng 1 năm để hoàn thành khóa huấn luyện trên Patriot. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc chuẩn tướng Patrick Schleyer vào hồi tháng 1 nói rằng thời gian huấn luyện cấp tốc cho quân đội Nga sẽ mất vài tháng. Thưa quý vị, cuộc gặp thu hút dư luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc với một tuyên bố chung đưa quan hệ hai nước bước sang một kỷ nguyên mới. Đáng chú ý, ông Tập Cận Bình đã mời ông Putin đến thăm Trung Quốc bất chấp lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Sky News hôm 22 tháng 3 bình luận, đây có thể là cách Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ dành cho lãnh đạo Nga giữa lúc ông bị ICC phát lệnh bắt giữ vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Lời mời trên được Chủ tịch Trung Quốc gửi đến Nga trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Mikhail Mishustin. Được biết, Tổng thống Putin đã bị ICC phát lệnh bắt giữ, trong khi thời gian qua Chủ tịch Tập Cận Bình đang thể hiện vai trò một nhà lãnh đạo toàn cầu. Trung Quốc muốn trở thành trung gian hòa giải xung đột ở Ukraine. Trong tuyên bố chung hôm 21 tháng 3, Trung Nga đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hướng tới các cuộc đối thoại có trách nhiệm về khủng hoảng Ukraine, chấm dứt mọi động thái châm ngòi căng thẳng khiến xung đột vượt tầm kiểm soát. Bắc Kinh và Moscow cũng kêu gọi giảm leo thang và hướng đến lệnh ngừng bắn, chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế, tránh dẫn đến căng thẳng hạt nhân. Nói về kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm mà Trung Quốc đã đề xuất, Tổng thống Putin cho biết kế hoạch của Bắc Kinh phù hợp với quan điểm của Moscow. Chúng tôi tin rằng nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đưa ra phù hợp với cách tiếp cận của Nga và có thể được coi là cơ sở cho một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, cho đến nay, Nga không thấy Ukraine và phương Tây sẵn sàng cho điều đó, ông Putin nói. Trước nỗ lực thể hiện vai trò sứ giả hòa bình của Trung Quốc, Mỹ đã thẳng thừng nói rằng họ không thấy Bắc Kinh có khả năng trở thành trung gian hòa giải một cách vô tư cho cuộc xung đột khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Kênh tin tức Ấn Độ NDTV bình luận, ở đây là lời chỉ trích trực diện nhất mà Hoa Kỳ đưa ra trước hành động được cho là thiện chí của Trung Quốc. Cụ thể, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với báo giới, nhìn nhận một cách hợp lý, tôi không nghĩ ra được Trung Quốc có thể hòa giải xung đột Ukraine một cách vô tư bằng cách nào. Ông lưu ý rằng Trung Quốc đã kiềm chế, không chỉ trích hoạt động quân sự của Nga ở nước láng giềng và tiếp tục mua dầu của Moscow, ngay cả khi phương Tây áp lệnh trừng phạt để ngăn nguồn tiền đổ vào cỗ máy xung đột của Điện Kremlin. Ông Kirby nói thêm, Trung Quốc cũng lặp đi lặp lại lời tuyên truyền của Nga rằng Mỹ và các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm vì hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine trong những năm qua, khiến Moscow bị đe dọa an ninh. Trong khi đó, khi họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định giải quyết hòa bình cuộc chiến ở Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của hai nước. Trung Quốc đã công bố đề xuất 12 điểm đem đến hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm lời kêu gọi đối thoại và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của các nước. Ở một góc nhìn khác, tờ Politico hôm 21 tháng 3 đưa ra đánh giá Ukraine thời gian qua đã kiềm chế không chỉ trích Trung Quốc, dù ông lớn châu Á có mối quan hệ thân thiết với Nga. Lập trường này hoàn toàn trái ngược những lời chỉ trích đầy giận dữ mà Kiev đưa ra với Hungary và Đức khi các nước có phần thiếu nhiệt tình trong nỗ lực chống Nga. Tại sao Ukraine lại mềm mỏng với Trung Quốc như vậy? Trong bài viết hôm 21 tháng 3, Politico chỉ ra, bên cạnh mong muốn nhận khoản đầu tư từ Trung Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách duy trì quan hệ thương mại có lợi với cường quốc kinh tế châu Á, đồng thời hy vọng Bắc Kinh có thể là một bên hòa giải tiềm năng cho cuộc xung đột khốc liệt với Nga. Politico dẫn lời ông Alexander Merenko, lãnh đạo Ủy ban Chính sách Đối ngoại Ukraine giải thích, có lo ngại rằng Ukraine càng chỉ trích, Trung Quốc sẽ càng gay gắt hơn, đó sẽ là cớ để Bắc Kinh tăng viện trợ cho Nga, thậm chí hỗ trợ quân sự. Trung Quốc đã liên tục bác bỏ cáo buộc có ý định viện trợ vũ khí sát thương cho Moscow, đồng thời tố Washington lan truyền thông tin sai lệch. Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine có thể thảo luận với Trung Quốc về kế hoạch hòa bình mà nước này đã đề xuất. Theo đánh giá của một số kênh truyền thông, phản ứng của giới lãnh đạo Ukraine hoàn toàn trái ngược với các nước phương Tây, do Mỹ và châu Âu đã bác bỏ và cho rằng đề xuất của Trung Quốc chỉ làm lợi cho Nga. Ông Merenko lập luận rằng ông Zelensky đang duy trì chiến lược thận trọng với Trung Quốc, mặc dù Kiev ít hy vọng Bắc Kinh sẽ giúp đỡ thật tình. Vị quan chức nói thêm Bắc Kinh kiên quyết không tách khỏi Nga và Kiev lại đang chọn con đường hội nhập châu Âu, Đại Tây Dương
Điều này đặt Ukraine ở thế đối đầu với Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc không công khai ủng hộ các hành động của Nga ở Ukraine, nhưng họ cũng không cùng phương Tây trừng phạt Moscow. Bắc Kinh chỉ trích việc Moscow đưa quân vào Ukraine, nhưng cũng đổ lỗi cho Mỹ và NATO mở rộng sức ảnh hưởng ở châu Âu, ngó lơ mối quan tâm an ninh của Nga, từ đó gây ra cuộc khủng hoảng rung chuyển lục địa giả. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Trong cuộc họp báo sau buổi trao đổi, ông Zelensky đã nói rằng các nước cần liên tiếp áp các biện pháp trừng phạt với tốc độ nhanh hơn mức độ thích nghi của Nga. Ukinform hôm 22 tháng 3 đưa tin. Ông Zelensky nói Nhật Bản đã áp dụng 18 gói trừng phạt chống Nga. Nhiều đòn giáng mới sẽ tiếp tục được đưa ra nhằm củng cố nỗ lực khôi phục an ninh toàn cầu và giảm các hoạt động cực đoan của Nga. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt mới nên được đưa ra nhanh hơn mức Nga có thể thích ứng. Lãnh đạo Ukraine cũng đã cảm ơn Nhật Bản vì đã hỗ trợ thúc đẩy một tòa án đặc biệt xét xử tội ác chiến tranh của Nga, cũng như sẵn sàng hợp tác với Ukraine trong nỗ lực xây dựng các điểm trong công thức hòa bình. Ông Zelensky cũng đã gọi ông Kishida là người mạnh mẽ bảo vệ trật tự quốc tế. Về phía mình, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh sự ủng hộ mà G7 dành cho Kiev là không đổi. Ông đã cam kết cấp cho Ukraine 30 triệu đô la Mỹ nguồn viện trợ phi sát thương thông qua NATO. Ông Kishida cũng lên án cuộc tấn công của Nga, bác bỏ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và tuyên bố sẽ bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền. Nhật Bản cũng sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ trị giá 470 triệu đô la trong lĩnh vực năng lượng. Hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác đặc biệt toàn cầu. Thưa quý vị, Nhật Bản cho biết lập trường ngoại giao của Tokyo đối với Moscow sẽ không thay đổi sau chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Fumio Kishida đến Ukraine. Hãng thông tấn TASS hôm 22 tháng 3 dẫn lời tránh văn phòng nội các của Nhật Bản Hirokazu Masuno cho biết ông sẽ không trả lời câu hỏi liệu chuyến thăm của Thủ tướng Kishida tới Ukraine có ảnh hưởng đến chính sách của Nga đối với Nhật Bản hay không, nhưng quan điểm của Nhật Bản sẽ không thay đổi. Tokyo vẫn sẽ có những bước đi phù hợp vì lợi ích quốc gia. Lãnh hải đánh bắt thủy sản và việc nối lại các chương trình thị thực với Nga vẫn là vấn đề ưu tiên. Theo đó, Nhật Bản sẽ tiếp tục tham vấn về những vấn đề này ở cấp độ đại sứ quán, ông Masuno nói thêm. Được biết, Thủ tướng Nhật Bản vừa có chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine hôm 21 tháng 3. Đây là chuyến đi đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản đến thủ đô Kiev sau khi xung đột bùng phát giữa Nga và Ukraine vào tháng 2 năm trước. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cảnh báo phương Tây nên chuẩn bị cho một cuộc xung đột kinh niên ở Ukraine. Ông dự đoán khi giao tranh kết thúc, tư thế đối đầu giữa các nước vẫn còn kéo dài. Thông tin được RT đăng tải hôm 21 tháng 3. Trong một cuộc họp báo do Greenwich Post tổ chức ở Düsseldorf, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, xung đột ở Ukraine có thể kéo dài, ngay cả khi chiến sự kết thúc, mọi thứ cũng khó trở lại bình thường một sớm một chiều. Ông Scholz nói, chúng ta nên nhận ra rằng cuộc chiến khủng khiếp ở Ukraine cùng những hậu quả của nó sẽ khiến chúng ta bận rộn trong thời gian dài, nhất là phải giải quyết đống đổ nát. Dù vậy, Thủ tướng Đức vẫn bảo vệ lập trường, thúc đẩy chiến sự kết thúc càng sớm càng tốt. Việc Nga rút quân khỏi Ukraine là điều kiện tiên quyết cho một nền hòa bình. Ông Scholz cũng nhấn mạnh, chính phủ của ông sẽ không hành động liều lĩnh trong vấn đề Ukraine. The Greenwich Post giải thích, đây có thể là một cách vị thủ tướng phản đối cấp vũ khí cho Ukraine một cách lan tràn. Nói về mục tiêu chính của Đức trong vấn đề Ukraine, Thủ tướng Scholz cho biết, Berlin muốn chứng kiến Kiev phục hồi nền an ninh của mình. Ông Scholz cũng tiết lộ, ông thường xuyên điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cuộc trao đổi kéo dài tới một tiếng rưỡi. Theo ông, dù ông Putin muốn tỏ ra lịch sự, nhưng có khác biệt lớn về quan điểm. Ngược lại, Thủ tướng Đức hết lời khen ngợi Tổng thống Mỹ Joe Biden và khẳng định sẵn sàng chia sẻ khái niệm chính trị chung với ông chủ Nhà Trắng. Ông Scholz tiếp tục nhấn mạnh EU đoàn kết hơn những gì mà một số nhà quan sát đánh giá. Dù vậy, vị Thủ tướng lưu ý rằng Liên minh châu Âu nên loại bỏ nguyên tắc toàn thể nhất trí khi đưa ra các quyết định quan trọng. Theo ông, một quốc gia đơn lẻ không thể tạm dừng mọi thứ vì không phải lúc nào các nước cũng tìm được tiếng nói chung trong mọi vấn đề. Ở diễn biến khác, hôm 21 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Canada ở Moscow chính thức khiếu nại phát ngôn gây sốc của Ngoại trưởng Canada hồi đầu tháng rằng có thể có sự thay đổi chế độ ở Nga. Ở phía Moscow cho rằng đây là thông điệp không thể chấp nhận được. Được biết, trong một cuộc họp báo vào ngày 10 tháng 3, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nói rằng Ottawa đang tìm kiếm khả năng thay đổi chế độ ở Nga. Bà nói rằng thành viên nội các Canada đang nhìn thấy tiềm năng đạt được mục tiêu đó nhờ những nỗ lực cô lập chế độ Nga về kinh tế, chính trị và ngoại giao. Đại biện lâm thời Canada tại Moscow
Brian Abel cũng đã bị Moscow triệu tập vào ngày 20 tháng 3 để nêu thông điệp phản đối chính thức với thông điệp của Ngoại trưởng Canada. Moscow tin rằng các bình luận của bà Jolie là không thể chấp nhận được và không phù hợp với các nghĩa vụ của Canada theo Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961. Phía Moscow cho biết những lời của bà Jolie là đòn tấn công dữ dội và thúc đẩy tâm lý bài Nga của quan chức Canada. Thủ tướng Justin Trudeau không thể bác bỏ điều này. Nga cảnh báo diễn biến trên sẽ tác động nghiêm trọng đến quan hệ song phương với Canada. Moscow sẵn sàng đối phó tùy theo động thái của chính phủ Thủ tướng Trudeau. Được biết, Ngoại trưởng Jolie đã đưa ra đánh giá liên quan đến thay đổi chế độ Nga ngay sau khi Ottawa công bố vòng trừng phạt kinh tế Nga mới nhất, bao gồm các hạn chế đối với hoạt động thương mại, thép và nhôm. Thời gian qua, Canada đã cùng Mỹ tham gia chiến dịch làm tê liệt nền kinh tế Nga thông qua các biện pháp trừng phạt vốn được tăng cường kể từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine vào năm ngoái. Nga xem các đòn giáng trên là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm mà phương Tây phát động chống lại Điện Kremlin. Ở khu vực Đông Á, hãng thông tấn Yonhap cho biết là Hàn Quốc và Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay. Đây là một trong những chương trình để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên minh hai nước. Thông báo hôm 22 tháng 3 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ được tổ chức vào tháng 6 nhằm củng cố tình đoàn kết giữa hai đồng minh, thể hiện sức mạnh công nghệ của lực lượng quân đội và nhấn mạnh thông điệp gìn giữ hòa bình bằng các hoạt động quân sự. Chương trình này là một kế hoạch bổ sung khi Hàn Quốc và Mỹ muốn tăng cường khả năng răn đe trước các hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên, bao gồm vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tuần trước. Theo nội dung chương trình, hai bên sẽ huy động các thiết bị quân sự công nghệ cao, bao gồm các phương tiện có người lái và không người lái, để chứng minh sức mạnh hỏa lực và khả năng cơ động của lực lượng quân sự hai nước. Được biết, từ trước đến nay, Hàn Quốc và Mỹ đã thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn gần 10 lần, với cuộc tập trận gần nhất được tổ chức vào năm 2017. Theo dòng sự kiện, Hàn Quốc cũng đang tìm cách tổ chức lễ kỷ niệm Ngày lực lượng vũ trang với sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc vào cuối tháng 9. Ngoài ra, Hàn Quốc và Mỹ có thể sẽ công bố về một kế hoạch liên minh quốc phòng song phương tại cuộc họp tư vấn an ninh SCM dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay. Theo kế hoạch, cuộc họp tư vấn an ninh SCM còn có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Liên Hợp Quốc với mục đích tăng cường tính đoàn kết và tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh ở bán đảo Triều Tiên. Liên quan đến việc Mỹ tiếp tục có động thái bóp nghẹt hoạt động của ứng dụng TikTok, trong phiên điều trần vào ngày 24 tháng 3 tới, giám đốc điều hành TikTok dự kiến khẳng định với các nhà lập pháp Mỹ rằng ứng dụng TikTok với hơn 150 triệu người dùng ở Mỹ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu người dùng Hoa Kỳ với chính phủ Trung Quốc. Động thái trên được TikTok đưa ra giữa bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại TikTok đe dọa an ninh quốc gia. Theo văn bản lời khai của TikTok được đăng trên trang web của Ủy ban Năng lượng và Thương mại thuộc Hạ viện, giám đốc điều hành TikTok Choji Chiu cho biết sẽ điều trần vào ngày 24 tháng 3 với nội dung nhấn mạnh TikTok chưa bao giờ chia sẻ hoặc nhận được yêu cầu chia sẻ dữ liệu người dùng của Hoa Kỳ với chính phủ Trung Quốc. Ông lưu ý thêm công ty mẹ của TikTok là ByteDance không thuộc sở hữu hoặc nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ chính phủ hoặc tổ chức nhà nước nào. Hãy để tôi tuyên bố điều này một cách dứt khoát rằng ByteDance không phải là đại lý của Trung Quốc hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Những người chỉ trích TikTok đã bày tỏ lo ngại rằng dữ liệu người dùng ở Mỹ có thể được chuyển cho chính phủ Trung Quốc và khiến cho các nhà lập pháp ngày càng chủ trương cấm ứng dụng này. Ông Chiu cho biết TikTok đang nỗ lực thiết lập cấu trúc dữ liệu, đưa tất cả dữ liệu của người dùng Mỹ nằm dưới sự bảo vệ của luật pháp và nhóm an ninh của Hoa Kỳ. Theo cấu trúc mới, chính phủ Trung Quốc không có cách nào truy cập vào tệp dữ liệu đó. Lời khai của ông Chiu chỉ ra 60% cổ phần của ByteDance thuộc sở hữu của các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu bao gồm BlackRock, General Atlantic và Sequoia, khoảng 20% thuộc về những người sáng lập công ty và khoảng 20% thuộc sở hữu của nhân viên, trong đó bao gồm hàng ngàn người Mỹ. Hôm 20 tháng 3, TikTok cho biết đang sở hữu hơn 150 triệu người dùng ở Hoa Kỳ. Các phiên bản hiện tại của ứng dụng không thu thập thông tin GPS chính xác hoặc gần đúng từ người dùng Hoa Kỳ. Thưa quý vị, giá cổ phiếu Latitude Group Holding chạm mức thấp nhất trong lịch sử giao dịch khi xuất hiện thêm bằng chứng cho thấy thông tin khách hàng công ty bị tin tặc đánh cắp ở Úc và New Zealand. Được biết vào tuần trước, Latitude Group Holding cho biết là thông tin cá nhân của khoảng 328.000 khách hàng, bao gồm cả bản sao giấy phép lái xe, đã bị đánh cắp. Công ty phải vận hành ngoại tuyến các nền tảng từ ngày 20 tháng 3 và cho biết cảnh sát liên bang cùng với Trung tâm An ninh mạng của Úc đang xem xét về vụ tấn công.
Reuters cho hay cổ phiếu công ty đã ngừng giao dịch từ tuần trước khi được mua bán trở lại trong ngày 22 tháng 3. Cổ phiếu công ty được giao dịch ở mức giá 1,01 đô la Úc cho một cổ phiếu, tương đương giảm 16,2%. Sau đó, lực mua có phần hồi phục nhưng cổ phiếu này vẫn giảm 7%. Latitude Group Holding cho biết đang cố gắng xác định số lượng khách hàng bị ảnh hưởng và loại thông tin bị tin tặc đánh cắp. Trọng tâm công việc vẫn là ngăn chặn các cuộc tấn công và đánh giá hậu quả. Bên cạnh đó, công ty cũng phải khôi phục dần khả năng hoạt động trong những ngày tới, tuyên bố của công ty cho biết thêm. Vào năm ngoái, một số công ty lớn nhất của Úc đã báo cáo về các vụ đánh cắp dữ liệu khiến các nhà chức trách phải tăng cường chính sách an ninh mạng, đồng thời thực hiện các quy tắc chia sẻ dữ liệu chặt chẽ hơn để ngăn chặn những vi phạm trong tương lai. Mặc dù vậy, một số công ty của Úc đã báo cáo về các cuộc tấn công mạng trong vài tháng qua. Các chuyên gia cũng tỏ ra lo ngại về tình trạng thiếu nhân lực của ngành an ninh mạng quốc gia này. Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại công ty giao dịch tài chính IG, cho rằng giới đầu tư đang mất niềm tin vào các công ty khi những cuộc tấn công trên mạng ngoài tầm kiểm soát khiến cho việc quản trị rủi ro trở nên khó khăn hơn. Giờ đây, các nhà quản lý cần chạy đua với thời gian để khôi phục niềm tin của giới đầu tư vào thị trường. Thưa quý vị, tại Haiti, Reuters cho biết là có 1.300 người đang tá túc ở một trại tị nạn Damas 19 thuộc vùng lân cận với xã Damas. Họ là những người đã chạy trốn khỏi tình hình an ninh bất ổn nghiêm trọng do các cuộc chiến băng đảng. Reuters ghi nhận vào ngày 21 tháng 3, phần lớn trẻ em và phụ nữ đang sống trong điều kiện tồi tệ ở trại tị nạn và mơ hồ về tương lai. Họ không rõ khi nào có thể trở về nhà. Baptiste Drignan, một người quản lý trại tị nạn cho biết, hầu hết người tị nạn ở đây đã ở từ ngày 14 tháng 2. Họ phải rời bỏ nhà cửa kể từ tháng Giêng do cuộc chiến băng đảng ở xã Claudes Bocquet. Ellie Rochelin, một phụ nữ di cư chia sẻ, tôi phải rời khỏi nhà vì các băng nhóm. Nhà của tôi bị thiêu rụi và không thể cứu vãn được gì. Tôi phải rời đi cùng các con. Nhóm nhân quyền địa phương nói rằng không phải lực lượng an ninh của chính phủ, các băng nhóm mới là bên đang kiểm soát toàn bộ thủ đô Port-au-Prince và hơn một nửa đất nước. Liên Hợp Quốc ngày 21 tháng 3 cho biết là ít nhất 160.000 người đã phải sơ tán trong cuộc khủng hoảng do bạo lực ngày càng gia tăng giữa các băng nhóm vũ trang hạng nặng. Ước tính hơn 530 người đã thiệt mạng trong năm nay. Văn phòng Liên Hợp Quốc công bố ít nhất 208 người thiệt mạng sau 2 tuần giao tranh tàn khốc xảy ra vào đầu tháng 3. Những tay súng bắn tỉa đã tấn công loạn xạ vào người dân, cùng với đó là nhiều người bị bắt cóc. Nhiều trường học phải tạm thời đóng cửa khi các nhân viên phục vụ trong học khu công lớn thứ hai nước Mỹ phát động cuộc đình công kéo dài 3 ngày, Reuters đưa tin hôm 22 tháng 3. Đại diện các tài xế xe buýt làm việc cho các trường học, nhân viên các căng tin, trợ lý lớp học đã tạo ra các rào chắn và tuần hành bên ngoài các trường học trên khắp học khu thống nhất Los Angeles, học khu công lớn thứ hai nước Mỹ vào hôm 21 tháng 3, để yêu cầu tăng lương, thu nhỏ quy mô các lớp học. Hàng trăm người đã tập hợp trước trụ sở học khu thống nhất Los Angeles ở trung tâm thành phố. Philip Bunting, người dạy giáo dục đặc biệt tại trường trung học Lincoln ở Los Angeles, chia sẻ với Reuters, là giáo viên, chúng tôi dành nhiều thời gian giúp đỡ các nhân viên hỗ trợ. Họ thật giỏi khi làm việc cật lực, trong khi hưởng mức lương thấp hơn nhiều trong năm. Các cuộc đối thoại về vấn đề này đã kéo dài suốt một năm mà không có bất kỳ tiến triển nào. Đó là tình trạng điển hình ở học khu. Họ không thể giải quyết vấn đề này. Giám đốc của học khu thống nhất Los Angeles thừa nhận nhiều nhân công bị trả lương thấp trong nhiều năm và cam kết sẽ đạt được thỏa thuận với họ. Cuộc đình công dự kiến kéo dài đến ngày 23 tháng 3, bắt đầu vài phút sau khi cuộc đàm phán giữa đôi bên đổ vỡ. Các lãnh đạo nhà trường phải hủy các lớp học của 420.000 học sinh. Một số tin tức khác liên quan đến thiên tai. Thưa quý vị, mưa lớn và tuyết đã xảy ra ở bang California của Mỹ, gây ra tình trạng lũ lụt và lở đất ở nhiều khu vực. Hàng nghìn cư dân phải mệt mỏi vì sơ tán khẩn cấp. Theo hình ảnh được Reuters đăng tải hôm 21 tháng 3, cư dân một thị trấn ở dãy núi Santa Cruz phía bắc bang California phải dọn đường bằng cưa máy và tự điều tiết giao thông khi đường dây điện và thông tin liên lạc đều bị ngắt sau cơn bão. Jerome Craig, một cư dân của thị trấn cho biết, ông đã ở đây suốt 20 năm và chưa bao giờ thấy mưa lớn như vậy. Ở khu vực này, khi xảy ra hạn hán, lúc lại oằn mình trong mưa bão. Vào những năm 90, những đợt mưa lớn từng xảy ra, nhưng giờ đây cây cối đã lâu năm và không chịu được với gió bão. Với những nơi có địa hình đồi núi, tình hình sẽ thêm khó khăn sau mỗi chu kỳ 10 năm. Được biết, những cơn mưa lớn đã đổ bộ vào bang California khi khu vực này vẫn còn gánh chịu hậu quả từ những cơn bão vào cuối tháng 12 năm trước. Cơ quan dự báo thời tiết Hoa Kỳ cảnh báo, gió giật mạnh sẽ làm đổ cây cối và hệ thống điện, có thể gây ra nhiều nguy hiểm hơn ở vùng núi Santa Cruz và khu vực thuộc vịnh San Francisco. Ngoài ra, người dân cần phải thận trọng vì tuyết có thể rơi dày ở những vùng núi cao. Bên cạnh đó, tình trạng lũ lụt cũng có thể tác động đến khu vực rộng lớn
gồm 17 triệu cư dân, trải dài từ bang Los Angeles đến khu vực rộng lớn phía Tây và trung tâm bang Arizona. Hôm 22 tháng 3, cơ quan thời tiết Trung Quốc cho biết thủ đô Bắc Kinh và một số tỉnh sẽ bị ảnh hưởng do những trận bão cát có khả năng che khuất tầm nhìn. Theo thông tin được Reuters đăng tải, Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo vàng từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, An Huy và Hồ Bắc. Các nhà dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực sẽ có tầm nhìn hạn chế nên các tài xế cần chú ý tốc độ khi lái xe. Bão cát sẽ di chuyển dần về phía nam rồi suy yếu. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Bắc Kinh cũng nằm trong các khu vực cảnh báo đề phòng bão cát. Trong nhiều ngày qua, thủ đô Trung Quốc đã đối mặt với tình trạng bão cát và bụi khiến mức độ ô nhiễm tăng mạnh. Các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đạp xe giữa những cơn lốc bụi, trong đó có một bức ảnh cho thấy yên xe phủ đầy cát. Theo Trung tâm Giám sát Môi trường Sinh thái Bắc Kinh, thủ đô hôm 22 tháng 3 ghi nhận chỉ số chất lượng không khí là 500, đẩy mức ô nhiễm lên 6. Đây là mức rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bắc Kinh thường xuyên phải đối mặt với bão cát trong tháng 3 và tháng 4 do nằm gần sa mạc Gobi rộng lớn, cũng như nạn phá rừng đang diễn ra nghiêm trọng ở khắp miền Bắc Trung Quốc. Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra ở miền Bắc Afghanistan vào tối 21 tháng 3. Nhiều khu vực ở Pakistan và Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng. Hôm 22 tháng 3, Reuters cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 194 km, tâm chấn nằm ở dãy núi Hindu Kush, gần tỉnh Badakhshan, thuộc vùng xa xôi ở phía bắc Afghanistan. Shafiullah Jahimi, phát ngôn viên của Bộ Giảm nhẹ thiên tai Afghanistan cho biết, có hai người ở tỉnh Lakhman đã thiệt mạng. Các nhà chức trách và nhân viên cứu trợ lưu ý thêm, địa chấn đã được cảm nhận ở Badakhshan và khắp các khu vực phía bắc khác. Phát ngôn viên Hội Chữ thập đỏ cho biết chưa có báo cáo về thiệt hại ở thủ phủ tỉnh Badakhshan, cũng như nhiều khu vực khác. Masuddin Ahmadi, người đứng đầu bộ phận thông tin của Badakhshan, đã nói với Reuters rằng giới chức cũng đang kiểm tra thiệt hại về người. Chúng tôi cảm nhận được trận động đất mạnh. Theo thông tin ban đầu, nơi bị ảnh hưởng chính là quận Yamgan, ông nói. Một số ngôi làng vùng núi xa xôi của Badakhshan có thể khó tiếp cận và không có điện thoại hoặc Internet. Tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Bắc Pakistan, một bức tường dài 90 mét bao quanh một đồn cảnh sát đã bị sập. Rất may không có thương vong xảy ra. Phát ngôn viên của cảnh sát quận cho biết, cảnh sát Shafiullah Gandupur cho biết đã có 150 người ở quận Swat, miền Bắc Pakistan bị thương, khiến các bệnh viện ban bố tình trạng khẩn cấp. Một nhân chứng của Reuters cho biết, tại Muzaffarabad, thủ phủ của vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, mọi người đã chạy ra khỏi nhà, vừa khóc, vừa đọc kinh thánh. Các cơn địa chấn có thể được cảm nhận ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải, địa chấn được cảm nhận trên một khu vực rộng 1.000 km, có khoảng 285 triệu người ở Pakistan, Ấn Độ, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Afghanistan và Turkmenistan. Phần lớn Nam Á hứng chịu hoạt động địa chấn do một mảng kiến tạo gọi là mảng Ấn Độ đang đẩy về phía Bắc và vào mảng Á-Âu. Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở miền đông Afghanistan đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng vào năm ngoái. Phần cuối chương trình sẽ là những tin tức nổi bật về xã hội, môi trường. Liên quan đến việc Indonesia chuẩn bị xây dựng cho thủ đô mới ở tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo, các nhà hoạt động đã kêu gọi chính phủ ưu tiên bảo vệ các loài đười ươi và cá heo sinh sống trong khu vực. Bên cạnh dự án xây dựng thủ đô mới ở đảo Borneo, một chú đười ươi ở trên cây đang bắt lấy trái chuối do một nhân viên bảo tồn ném cho nó. Anh bạn này là 127 con đười ươi mà tổ chức bảo tồn Borneo Orangutan muốn đưa trở lại đời sống hoang dã ở tỉnh Đông Kalimantan. Các con vật này đã bị mất nhà khi cây dầu cọ được trồng nhiều, các trại gỗ mọc lên và con người khai thác khoáng sản. Nhưng những chú vượn khổng lồ này còn đối mặt với một chuyện lớn hơn, đó là dự án thành phố thông minh trị giá 32 tỷ đô la sẽ được xây dựng ở đảo Borneo để làm thủ đô mới của Indonesia. Chính phủ Indonesia đã cam kết sẽ bảo vệ môi trường hoang dã và tái tạo rừng tự nhiên sẽ là một phần của dự án xây dựng thủ đô. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường lo ngại rằng việc xây dựng trên 260.000 ha đất sẽ ảnh hưởng đến hệ động vật đặc trưng của hòn đảo, bao gồm khỉ voi, cá heo Irrawaddy, các loài đười ươi và gấu chó. Đại diện nhóm môi trường Pocha Persisir, địa phương Mapachele nói với Reuters rằng thiết kế của thủ đô mới không phù hợp với vịnh Balikpapan
một trong những lo ngại nhất của chúng tôi là vịnh sẽ trở thành nơi chứa chất thải của thành phố mới. Nhóm Pogra Persisir ước tính 400 hecta rừng dọc theo vịnh Balikpapan đã biến mất để mở đường xây dựng các nhà máy than đá, nhà máy lọc dầu và khí đốt tự nhiên. Cũng ở Brazil, hai tổ chức phi chính phủ cho biết họ đã trồng hơn 30.000 cây xanh trong một dự án chung nhằm tái tạo rừng ngập mặn, bảo vệ nguồn nước sông và các sinh vật dưới nước. Thành quả được các tổ chức công bố nhân dịp Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3. Hai tổ chức phi chính phủ Guardiões do Mar và Instituto Mar Urbano đã triển khai dự án mang tên Green Guanabara vào năm 2021 với mục đích là tái tạo 12,5 hectare rừng ngập mặn ở vịnh Guanabara thuộc bang Rio de Janeiro. Chia sẻ với Reuters vào ngày trồng 10 cây cuối cùng của chiến dịch, anh Layudo Malafaia, điều phối viên của tổ chức Guardiões do Mar, nói rằng một khu rừng ngập mặn khỏe mạnh sẽ là nơi có đầy cá sinh sống, đảm bảo kế sinh nhai và nguồn thức ăn cho người dân khu vực. Trong khi đó, người đứng đầu tổ chức Instituto Mar Urbano cho biết, một khu rừng ngập mặn có thể hấp thụ nhiều carbon hơn gấp 5 đến 12 lần so với rừng nhiệt đới. Đây sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp khắc phục cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Ngư dân địa phương và nhiều tình nguyện viên cũng đã tham gia vào chương trình trồng cây tái tạo rừng ngập mặn này. Dự án được tài trợ bởi công ty Ocean Patch. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.